Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phương Đông TV. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất, Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam và sức mạnh của cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày hoạt động ngang ngược tại vùng biển Việt Nam, mà cụ thể là gần bãi tư chính, bằng nhiều các hoạt động trực tiếp, gián tiếp, phản đối cũng như là kêu gọi sự lên tiếng của cộng đồng quốc tế, đến nay Việt Nam đã tạm thời thu được những kết quả bước đầu. Theo dữ liệu của hệ thống phân tích biển Winward có trụ sở tại London. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc mang tên là Hải Dương 8 đã rời bãi từ chính trong EEZ của Việt Nam. Ngày 8 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã cho biết, chiều 7 tháng 8, nhóm tàu Hải Dương 8 đã dừng khảo sát địa chất và rời khỏi vùng thềm lục địa phía đông nam của Việt Nam, được xác định theo Công ước Liên Hợp Quốc. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, chúng ta cũng không được chủ quan bởi đây chưa phải là hành động cuối cùng của Trung Quốc về cơ quan khảo sát địa chất Trung Quốc hoặc là Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có tuyên bố chính thức về tàu Hải Dương 8. Dù vậy, đây cũng là kết quả đáng khích lệ và bước đầu cho thấy các hoạt động phản đối đúng cách của Việt Nam và sức ép của cộng đồng thế giới có hiệu quả. Theo giáo sư Thayer thuộc Đại học New South Wales thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã nói rằng các nỗ lực đấu tranh bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam và sức mạnh của cộng đồng quốc tế ít nhiều đã có tác dụng với các hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên biển Đông. Cộng đồng quốc tế thời gian qua đã có tiếng nói mạnh mẽ trước các hành động gây hấn của Trung Quốc tại biển Đông mà động thái mới nhất là đưa nhóm tàu hải dương địa chất tám vào vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Liên minh châu Âu và các thành viên khác của cộng đồng quốc tế gần đây gia tăng chỉ trích các hành động như vậy của Trung Quốc trên Biển Đông. Một thông tin đáng chú ý là tàu Trung Quốc vừa rút khỏi vùng biển Việt Nam. Trước đó, tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 có những từ ngữ mạnh mẽ nhằm vào Trung Quốc hơn là các tuyên bố chung trong những năm gần đây. Tuyên bố chung của ASEAN năm 2018 có đoạn Chúng tôi đã thảo luận các vấn đề liên quan đến Biển Đông và ghi nhận một số quan ngại về cải tạo đất và các hoạt động trong khu vực các hoạt động đó đã làm suy giảm lòng tin, sự tin tưởng, gia tăng căng thẳng và có thể làm xói mòn hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Tuyên bố chung của ASEAN năm 2019 lại mạnh mẽ hơn. Tuyên bố chung có đoạn viết rằng, chúng tôi đã thảo luận tình hình tại Biển Đông, trong đó có một số bộ trưởng bày tỏ quan ngại về cải tạo đất, các hoạt động và các sự cố nghiêm trọng trong khu vực. Các động thái này đã làm suy giảm hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Nói cách khác, tuyên bố chung năm nay đã làm rõ ràng mối quan ngại được thể hiện bởi một số ngoại trưởng của một số thành viên ASEAN. Và quan ngại này là vì các sự cố nghiêm trọng, đó chính là việc Trung Quốc có những hoạt động phi pháp tại bãi tư chính, bãi cạn Luconia và đảo thị tứ. Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng đã có những hành động kịp thời và khôn ngoan để đuổi Trung Quốc ra khỏi vùng biển của nước ta mà không tạo thành lý do cho Trung Quốc sử dụng vũ lực. Đó là việc sử dụng khôn khéo các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển, sử dụng việc khai thác dầu khí với các linh doanh với các cường quốc như là Mỹ, Nhật và Nga đây hành động của Trung Quốc không những xâm phạm quyền lợi ích của Việt Nam mà còn ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của các quốc gia khác hiện tại đây có lẽ là cách khôn ngoan nhất để đối đầu với Trung Quốc trên biển Đông có hiệu quả bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại.